có bốn câu hỏi rồi Khi con được 25 tuổi ở làm việc lúc ăn cơm trưa tự nhiên con có suy nghĩ về mình, tự hỏi mình không biết mình là ai, tại sao mình phải sanh ra đến 33 tuổi mới lập gia đình, từ đó con quên đi mình là ai. Vậy có bốn câu này thầy đáp cho con mình là ai, mình từ đâu đến, mình đến đây để làm gì khi chết mình đi về đâu? Với bốn câu hỏi này thì trong kinh tạng Đức Phật không có trả lời. Bởi vì nếu mà quý vị muốn nghe thì Đức Phật nói rất là nặng đó là gì? Với những người họ thiếu trí tuệ và họ bị chìm đắm trong các dục Họ không có khả năng tự vượt thoát những cái điều đó cho nên ý, họ mới có những suy nghĩ như là ta là ai ta từ đâu đến chết rồi ta đi đâu rồi thế giới này là thường hay vô thường thế giới này có giới hạn hay không có giới hạn rồi chúng sanh khi mà chết rồi thì còn hay mất cho nên với những câu hỏi tương tự như vậy Đức Phật không trả lời mà Đức Phật nhắc cái người hỏi đó hãy suy nghĩ như thế này hãy nhớ như thế này do vô minh duyên hành hành duyên thức thức duyên danh sắc danh sắc duyên lục nhập lục nhập duyên xúc xúc duyên thọ thọ duyên ái ái duyên thủ thủ duyên hữu hữu duyên sanh sanh duyên ưu bi khổ nạn ờ, có thể quý vị um, có thỏa mãn về những vấn đề này, bởi vì Đức Phật không trả lời trực tiếp câu hỏi của quý vị và bây giờ sư cũng không trả lời trực tiếp câu hỏi của quý vị, nhưng mà nhớ dùm một điều như thế này, Đức Phật đã nói rõ được hai cái vấn đề, thứ nhất nguyên nhân dẫn đến chúng ta có những thắc mắc này, đó là do chúng ta còn thiếu trí tuệ, do chúng ta còn đang bị chìm đắm trong phiền não chìm đắm trong các dục. Cho nên, chúng ta mới có những câu hỏi như thế này. Đầu tiên, Đức Phật chỉ ra cái gốc rễ tại sao anh có câu hỏi này. Cái thứ hai, Đức Phật chỉ cách để giải quyết những câu hỏi này mà không cần phải trả lời nó bằng cách suy tư hiểu như thế này. Do chúng sanh không hiểu được con đường đưa đến giác ngộ giải thoát. Cho nên, tạo các nghiệp thiện ác. Chính bởi vì chúng sanh tạo các nghiệp thiện ác cho nên mới dẫn đến cái sự tái sanh. Chính bởi vì còn có sự đi đầu thai cho nên mới có thân và có tâm. Chính bởi vì có thân và có tâm cho nên mới có các đối tượng để cho các cái giác quan chúng ta tiếp xúc. Mà chính bởi vì sự tiếp xúc giữa mình và người cho nên mới có các cảm thọ tức là có cảm giác mắt nhìn tới hình ảnh, thích hoặc ghét tai nghe âm thanh thích hoặc ghét, mũi ngửi mũi thích hoặc ghét, lưỡi nếm vị thích hoặc ghét, ý suy tư thích hoặc ghét. Thân xúc chạm cũng vậy. Và chính bởi vì có cái sự cảm thọ là hay khổ mới đưa đến cái sự thích hay ghét ha? Rồi từ cái sự thích hay ghét đó, chúng ta có sự dính mắc với nó. Và chính bởi vì chúng ta dính mắt với nó, chúng ta có sự phản ứng. Và chúng ta phản ứng bằng cách gì? Bằng các nghiệp thiện ác, đó là tham hoặc sân. Và bởi vì chúng ta làm các nghiệp thiện ác cho nên chúng ta lại tiếp tục tạo các cái điều kiện để chúng ta đi đầu thai ở đời sau kiếp khác. Mà chính bởi vì chúng ta còn có đầu thai cho nên còn có già, bệnh, chết, còn có những suy tư như là câu hỏi mình vừa mới hỏi hồi nãy. Cho nên cách giải quyết là gì? học con đường đưa đến sự thoát khổ khi chúng ta học và chúng ta thực hành con đường đưa đến sự thoát khổ thì chúng ta sẽ không còn tạo ra các nhân dẫn chúng ta đi đầu thai nhờ như vậy cái vòng tròn 12 duyên khởi nó sẽ chấm dứt